Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù tiềm năng cũng như là nhu cầu đối với các sản phẩm đặc sản vùng miền Việt Nam là rất lớn, nhưng việc phát triển các sản phẩm này hiện còn có nhiều hạn chế. Và chính vì vậy, chỉ có con đường liên kết vùng để nâng cao năng lực cho các sản phẩm đặc sản vùng miền và các sản phẩm đặc sản của địa phương cần hướng tới chất lượng toàn cầu để có vị trí trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Là một nước nông nghiệp truyền thống, Việt Nam có nhiều sản vật ở hầu hết các vùng miền, không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn đang được xuất khẩu mạnh mẽ ra thị trường thế giới với vị thế dẫn đầu. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam, từ năm 2008, nước ta đã có trên 40 mặt hàng đạt tiêu chí chỉ dẫn địa lý quốc gia và trên 750 mặt hàng đặc sản khác nhau. Thực tế, thời gian qua đã cho thấy các mặt hàng đặc sản vùng miền đem lại thu nhập và việc làm cho trên 10 triệu lao động ở các vùng nông thôn của Việt Nam. Trong đó, điển hình phải kể tới thành phố Hồ Chí Minh, một thị trường tuy không có đặc sản gì rõ nét nhưng lại là thị trường tiêu thụ lớn nhất của vùng Nam Bộ. Thành phố đã xúc tiến hơn 800 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với giá trị giao dịch trên 19 tỷ đồng một năm. Với vai trò là một cái vị trí cửa ngõ để đưa hàng hóa lưu thông lên cả nước cũng như là xuất khẩu, thì Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các cái hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức lại cái khâu sản xuất của mình, làm sao các cái sản phẩm đặc sản phải nâng tầm lên ở cái quy mô sản xuất hàng hóa. Thứ hai là các sản phẩm đặc sản chúng tôi tư vấn làm thế nào phải đạt các cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù tiềm năng cũng như nhu cầu đối với các mặt hàng đặc sản vùng miền Việt Nam rất lớn, nhưng việc phát triển các sản phẩm này hiện còn nhiều hạn chế. Rõ nét nhất là nhận thức và đánh giá về việc phát triển sản phẩm và thương hiệu đặc sản của mỗi địa phương. Ngoài ra, bao bì và kiểu dáng của các sản phẩm cũng còn khá hạn chế. Đây cũng là một điểm trừ cho đặc sản của Việt Nam, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn cả ở thị trường nước ngoài. Thường thì hiện nay các cái đặc sản của chúng ta đó, phần lớn là hầu hết là do các cái cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, và vẫn còn sản xuất theo cái quy mô nhỏ lẻ và sản xuất theo các cái phương pháp thủ công. Cho nên là cần phải có một cái sự sàng lọc, chọn lọc và đổi mới cái phương thức sản xuất. Ở đây là phải có một cái sự đầu tư và sự gắn kết. Tại hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đặc sản vùng miền của Việt Nam do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chia sẻ, các sản phẩm đặc sản tiêu biểu của Yên Bái vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ, giá bán sản phẩm còn ở mức thấp so với thực tế và mong muốn các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến các sản phẩm đặc sản của Yên Bái, tư vấn và hỗ trợ cho Yên Bái trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Yên Bái là cái tỉnh miền núi, thiên nhiên cũng ưu đãi cho cái vùng miền có thể có những cái sản phẩm đặc sản. Do vậy cũng mong muốn là để được kết nối và bằng kinh nghiệm của các cái địa phương và thông qua Bộ Công Thương thì cũng tạo điều kiện ủng hộ cho các địa phương, trong đó có Yên Bái. Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đặc sản vùng miền Việt Nam lần này đã tập trung ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, đại diện lãnh đạo địa phương để hỗ trợ mở rộng kênh phân phối trong nước, liên kết vùng ngày càng chặt chẽ hơn, cùng tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm đặc sản vùng miền tại các thị trường trong nước và quốc tế một cách ổn định, bền vững, đồng thời tạo ra sự thống nhất về nhận thức và tăng cường sự liên kết giữa các địa phương, nhất là các đơn vị trong hệ thống xúc tiến thương mại, triển khai hiệu quả các định hướng, kế hoạch phát triển đặc sản vùng miền và chỉ dẫn địa lý tại các địa phương, góp phần phát triển kinh tế, thương mại và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống mang đặc trưng các vùng miền trên cả nước.